Top 5 trận thủy chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, phần 2. 1. Trận Bạch Đằng năm 1288, sự hồi sinh của lịch sử. 2. Trận Cảng Eo, người Việt đánh bại hạm đội châu Âu. 3. Trận Rạch Gầm, xoài mút, từ địa của người Xiêm. 4. Đại thủy chiến Thị Nại, trận xích bích của người Việt. 5. Trận Nhật Tảo, trận đánh nhỏ mang tầm vóc lịch sử vĩ đại.